Xin kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ trời đã nắng lên, mưa giảm nhanh nhưng nước còn rút chậm. Lũ trên các sông còn cao khiến tình trạng ngập úng còn diễn ra ở nhiều nơi. Với Trung Bộ và các tỉnh thành phía Nam, mưa dông lại đang có xu hướng gia tăng trên diện rộng. Nắng đã lên nhưng nước lũ trên các sông tại Bắc Bộ vẫn đang rút chậm là do đang vào một đợt chiều cường, làm chậm quá trình thoát nước trên các hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Dự báo trong ngày hôm nay, mực nước sông Hồng xuống dưới mức báo động 1. Trên các sông Lục Nam, sông Thái Bình xuống chậm dưới mức báo động 3, nhưng vẫn còn ở trên mức báo động 2. Trên sông Cầu, sông Thương, sông Hoàng Long, mực nước đang rút chậm, phổ biến là ở còn mức trên báo động 3. Tình trạng ngập úng còn diễn ra tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và Hải Dương. Còn về nhiệt độ, do mưa giảm trời tạnh giáo nên ngày hôm nay thì hầu khắp Bắc Bộ đã có nắng với mức nhiệt tăng nhanh lên mức từ 32 cho tới 34 độ. Ở miền Trung, mưa có xu hướng gia tăng trở lại, nguyên nhân là do giải hội tụ nhiệt đới đang đi qua khu vực. Vì thế mà trong sáng sớm và chiều tối, mưa dông xuất hiện nhiều nơi, cục bộ có mưa to trên 70mm. Còn trong ngày thì trời vẫn có nắng nên nhiệt độ ở các tỉnh, thành phố miền Trung không quá thấp, dao động trong khoảng là từ 32 cho tới 34 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh làm cho mưa dông ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện nhiều cả đêm lẫn ngày. Lượng mưa phổ biến là từ 20 cho tới 50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Do mưa nhiều nên nền nhiệt độ ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ không thể tăng cao, mức nhiệt không quá 29 độ tại các tỉnh vùng cao. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ cũng không vượt mức 33 độ. Trên biển, trên khu vực phía Nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam tiếp tục duy trì mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 3 cho tới 4 mét và biển động. Thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay mưa đang giảm nhanh, trời nắng nhiều hơn. Mức nhiệt cao nhất trong ngày vào khoảng 33 độ, hơi oi bức. Về tối và đêm, nhiệt độ sẽ hạ về còn 25 cho tới 26 độ. Tuy là mưa đã giảm, lũ đang rút dần nhưng mà tốc độ chậm. Vì vậy, dự báo khu vực ngoài đê vùng sông Hồng sẽ rút nước sau 2-3 ngày tới. Riêng vùng trũng thấp ở Chương Mỹ ven sông Bùi từ 10 đến 13 ngày, sông tích là khoảng 7-10 ngày. Ở miền Trung, thành phố biển Đà Nẵng ngày hôm nay, trong ngày trời nhiều mây, nắng gián đoạn, mức nhiệt cao nhất trưa nay vào khoảng là 33 độ. Về chiều thì mưa dông xuất hiện với xác suất mưa trên 70%, đề phòng có lúc mưa to đi kèm với dông sét và gió giật mạnh. Ở phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang nằm trong vùng ảnh hưởng của gió Tây Nam mạnh, nên mưa dông sẽ gia tăng, cục bộ có lúc có mưa to đến rất to, khả năng gây ngập úng các khu vực trũng thấp. Do mưa nhiều nên nhiệt giảm nhẹ, mức nhiệt ngày đêm nay trên thành phố chỉ từ 26 cho tới 32 độ. Do giải hội tụ nhiệt đới hình thành gây mưa cho Bắc Bộ đang có xu hướng dịch dần xuống phía Nam, nên mưa tại Bắc Bộ sẽ có xu hướng giảm dần, chỉ còn rải rác ở một vài nơi. Do mưa giảm, ban ngày trời nắng nhiều nên nền nhiệt độ trưa chiều trên khu vực Bắc Bộ trong 2 ngày tới sẽ tăng nhẹ lên mức là 31 đến 33 độ.
thuận lợi cho người dân khắc phục hậu quả mưa lũ những ngày qua. Sau đó thì đến ngày 16 tháng 9, khả năng mưa dông rải rác lại xuất hiện, tập trung vào chiều tối, nên nhiệt độ ban ngày giảm nhẹ khoảng 1 đến 2 độ. Với khu vực Trung Bộ, do giải hội tụ nhiệt đới dịch chuyển xuống đây nên mưa dông sẽ gia tăng nhiều trên khu vực. Dự báo từ chiều tối nay ngày 13 đến ngày 15 tháng 9, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm. Khu vực Nam Trung Bộ cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Do cục bộ có mưa lớn nên người dân cũng cần phải đề phòng với nguy cơ xảy ra ngập úng các khu vực trũng thấp, lũ quét vùng núi. Ngoài ra trong mưa dông khả năng đi kèm với dông sét cùng với gió giật mạnh. Giải hội tụ cũng khiến cho gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần, khiến mưa vừa mưa to gia tăng trở lại trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, mưa có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Do mưa nhiều, mức nhiệt độ cao nhất ngày tại Tây Nguyên dự báo là sẽ giảm nhẹ, dao động từ 26 cho tới 29 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ là từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Trên biển, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 cho tới 4 mét.